Hey, xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau tiếp tục ha. Thầy sẽ giới thiệu chúng ta là bài số 7 tiếp theo là thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang. Chúng ta qua phần thứ ba là lắp đặt mạch điện mãn điện. Thì thứ nhất thầy sẽ giới thiệu chúng ta cái quy trình chung để làm cái mạch này như sau. Bước thứ nhất là ta cũng làm cái bước vạch dấu. Bước thứ hai là khoan lỗ bản điện. Bước thứ ba là lắp thiết bị điện của bản điện. Rồi bước thứ tư là nối dây bộ đèn. Rồi bước thứ năm là nối dây mạch điện. Và cuối cùng là ta kiểm tra lại cái mạch coi có hoạt động tốt hay không. Đó là tất cả các bước thực hành lắp mạch đèn huỳnh quang. Và chúng ta để ý chúng ta có 6 bước nha các em. Rồi bước thứ nhất là vạch dấu. Thì thứ nhất là khi mà ta vạch dấu thì ta phải chọn kích thước bản điện phù hợp với số lượng thiết bị được lắp trên nó. Cái này là chúng ta luôn luôn phải nhớ. Thứ hai là bố trí các thiết bị gọn, cân đối, dễ thực hiện nối dây. Bước thứ ba là phải có ký hiệu riêng vị trí lỗ luồng dây, lỗ mắc vít. Như vậy lần trước là cái này là mình đã làm rồi ha. Vậy thì thầy vạch dấu ha. Thì cái lúc này là cái bản điện của mạch này là chúng ta chọn cái bản điện nhỏ thôi nha. Ngang là 8 cm, dài là 12 là đủ rồi ha. Còn nếu không có thì chúng ta có thể loại là chọn cái loại là 12, 16 hoặc là 8, 16 cũng được nha. Rồi. Cái cầu chì lúc này ta để ngang như thế này nha em. Vị trí lỗ luồng dây ở đây nè. Còn cái chữ thập này là lỗ bắt với lỗ vị trí để bắt vít đó. Thì đây là chúng ta đã vạch dấu xong cái bản điện để làm bài này nha. Công tắc thì để ngang luôn nhớ ha. Thì chúng ta thấy thầy lưu ý chúng ta ha, lỗ luồng dây, còn vị trí bắt vít. Thứ hai là chúng ta khoan lỗ, thì thầy lưu ý là chúng ta chỉ khoan các lỗ luồng dây thôi nha. Còn cái vị trí bắt vít là chúng ta không có được khoan, nhớ nha. Nếu ta khoan thì ta bắt vít không có được. Cái lỗ nó quá lớn thì ta sẽ không bắt vít được, nhớ. Và khoan bằng cái gì? Khoan bằng dùi tay hoặc là máy khoan. Và sau này thường thường là để cho tiết kiệm cái công suất lao động của chúng ta đó. Thì chúng ta sẽ dùng máy khoan. Và máy khoan này ở nhà trường có cho chúng ta mượn nha. Rồi bước thứ ba là lắp thiết bị điện của bản điện. Thì để lắp thiết bị điện của bản điện thì thứ nhất, và ở bài này chúng ta có cái ống. Thì thứ nhất là về vị trí kích thước ống như sau. Chúng ta thấy nè, chúng ta có một cái ống ngang và hai cái ống dọc. Kích thước ống ngang là như sau, là phần này là 10 cm nè, từ đây vào đây là 10. Rồi tiếp tục là 30 cm, còn ống dọc từ đây xuống là 10, từ đây xuống là 10. Như vậy thì chúng ta sẽ cắt cho thầy một cái ống ngang kích thước dài tổng cộng là 40 cm, sau đó vạt xéo 45 độ. Rồi sau đó mình mở cái nắp ra, mình cắt cái rãnh nha. Cắt cái rãnh như thế này, cắt cái rãnh ngay vị trí này nè, từ đây đo vô 10, xong rồi đo ngược lại 2,5, cắt làm cái rãnh. Cắt cho thầy một cái ống dọc thứ nhất, làm ống dọc chỗ này nè là 10 cm. Cái ống dọc thứ hai trên hình thầy cho kích thước là 10, nhưng mà ở đây thầy kêu các em là cắt cho thầy là 12,5. Tại sao như vậy? Thì nghe thầy giải thích, từ vị trí này đến vị trí này là 10, nhưng mà cái bề rộng của ống còn thêm 2,5. Em thấy cái ống nó cao tới đây luôn nè. Cho nên là 10 cộng thêm 2,5. Như vậy các em phải cắt cho thầy là 12,5 cm. Sau đó các em vạt xéo 45 độ. Được chưa? Đó, sau khi vạt xéo 45 độ xong, các em mới mở các cái nắp này ra và các em sẽ lắp cái ống ngang, cái ống dọc vào cái bảng thực hành cho thầy nha. Vào cái bảng thực hành cho thầy là xong. Rồi sau khi lắp ống xong rồi thì ta mới lắp dây vào trong cái mạch của chúng ta. Lắp dây vào trong cái mạch bên ngoài á, cái này tại thầy tạm gọi là mạch bên ngoài nè. Các em để ý cái đèn huỳnh quang nè, nó có mạch đèn, bộ đèn huỳnh quang bên trong nè, còn cái mạch này là phần điều khiển bên ngoài nè. Lắp dây mạch điện bên ngoài thì bên ngoài nó có những bao nhiêu đoạn dây thì các em quan sát nè. Đoạn dây từ dây pha đến cầu chì là đoạn dây số 1, đoạn dây từ cầu chì xuống công tắc là đoạn dây số 2, đoạn dây từ công tắc
đi ra để nối vào bộ đèn là đoạn dây số 3. Và đoạn dây số 4 là đoạn dây nối từ dây nguội của nguồn đến bộ đèn là đoạn dây số 4. Được chưa? Thì các em sẽ cắt cho thầy dây số 1 dài 50 cm. Dây số 2 các em cắt cho thầy dài 20 cm. Dây số 3 các em cắt cho thầy là 80 cm. Và dây số 4 cũng cắt cho thầy là 80 cm. Sau khi các em cắt xong thì em sẽ làm như sau. Lấy dây số 1, một đầu em nối vào phích cắm ở bên đây, đầu còn lại các em nối vào cầu chì. Em lấy dây số 2, dây số 2 em nối một đầu vào cầu chì, một đầu em nối vào công tắc. Dây số 3 em nối một đầu vào công tắc, một đầu nối đưa ra vị trí này để chuẩn bị mình nối vào cái bộ đèn nha, mình đưa sẵn ra. Nha, rồi dây số 4, một đầu nối vào đầu bên đây nè, nối vào cái phích cắm, đầu còn lại mình đưa sẵn ra vị trí này để lát mình nối vào bộ đèn nha. À, dây số 4. Tôi nói lại, dây số 4 một đầu nối vào phích cắm, còn đầu bên đây mình để sẵn, mình không có nối ha, để một lát mình làm cái bộ đèn xong mình mới nối vào. Được chưa? Vậy sau khi chúng ta nối hết dây xong thì chúng ta mới lắp cố định cái cầu chì, lắp cố định công tắc lên cái bảng điện của chúng ta. Như vậy là chúng ta làm xong cái bước số 3. Rồi, bước số 4 là chúng ta nối dây bộ đèn. Cách nối dây bộ đèn, dây số 5, một đầu nối vào chấn lưu. Dây số 5 là dây nào? Coi. Dây số 5 dây này nè. Một đầu nối vào chấn lưu. Dây số 5 là bao nhiêu? Dây số 5 là cắt cho thầy là 20 cm. Dây số 6 cắt cho thầy là 30 cm. Dây số 7 cắt cho thầy 40 cm. Dây số 8 cắt cho thầy 30 cm. Dây số 9 cắt cho thầy 40 cm. Nha, nhớ ha. Rồi dây số 5 em lấy em nối vào chấn lưu, một đầu, còn đầu này để ra hở ra như vậy nha. Rồi dây số 6 một đầu nối vào chấn lưu và một đầu nối vào chân đèn số 1. Nè, dây số 6 là dây nào nè các em xem. Dây 6 nè. Một đầu em thấy nối vào chấn lưu nè, thấy không? Đầu còn lại nối vào cái chân đèn thì chân đèn này tạm gọi là chân đèn số 1. Tiếp tục dây số 7 một đầu nối vào chân đèn số 2 và một đầu nối vào tắc te. Thấy dây số 7 ở đâu? Các em nhìn, dây số 7 đây nè. Một đầu nối vào chân đèn số 2, kế số 1 là số 2, đầu còn lại nối vào tắc te. Rồi, dây số 8. Dây số 8 là đây. Một đầu nối vào tắc te. Một đầu nối vào chân đèn. Chân đèn em thấy nằm đối diện nè, thấy không? Thì chân đèn này là gọi là số 3. Mình đặt tên nó là chân đèn số 3. Đây là 1, 2, này là 3. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục dây số 9 là dây còn lại đó các em. Nối vào chân đèn số 4 và đưa ra để sẵn ở đây. Như vậy mình làm như vậy xong là coi như mình đã nối dây bộ đèn xong rồi đó. Mình có thể là chuẩn bị để làm cái bước số 5 đó. Bước số 5 là chúng ta nối dây mạch điện. Thì thực hiện nối dây như sau. Em nối cho thầy dây số 3 với dây số 5. Dây 3 đây, dây 5 đây. Mình nối hai dây này lại. Dây 4 nối với dây 9. Dây 4 đây nối với dây 9. Thì cái mối nối mình đã học rồi ha, mình có thể dùng mối nối thẳng, có thể dùng nối vặn xoắn đuôi heo ha, rồi mình băng băng keo lại, nhớ ha. Rồi cách nối, chúng ta nối vô xong, thấy không, rồi băng băng keo lại. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ đậy cái nắp của cái bộ đèn lại, rồi gắn cái bóng đèn lên là xong. Gắn cái tắc te nữa là xong. Rồi sau khi làm xong thì chúng ta qua cái bước kiểm tra. Thì ta kiểm tra cái gì? Ta kiểm tra mạch điện coi lắp đúng sơ đồ không? Có chắc chắn không? Có các mối nối mình kiểm tra lại coi có đảm bảo kỹ thuật, có an toàn hay không? Băng keo cách điện có tốt hay không? Sau đó, sau khi mình kiểm tra hết tất cả là thấy tốt hết rồi, thì lúc đó mình phải cho điện vào. Cho điện vào và mình sẽ vận hành để thử coi cái mạch điện của mình có hoạt động tốt hay không. Nha các em ha. Như vậy thì bài học của thầy giới thiệu ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các em xem kỹ bài đã học và ghi bài đầy đủ. Rồi, phần còn lại ra xa, phần còn lại, thời gian còn lại đó các em. Thì chúng ta sẽ mở nội dung ôn tập ra. Rồi các em xem nữa cái nội dung ôn tập. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thêm. Nếu chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta hỏi thầy. Để chuẩn bị là chúng ta gần thi học kỳ 1 rồi ha. Tuần sau là các em, thầy sẽ ôn theo cái nội dung môn tập này ha.
cho chúng ta để chúng ta thi ha. Thầy chúc các em là học bài cho tốt, để trong kỳ thi sắp tới là chúng ta làm thật là tốt để có điểm đúng với cái công sức của mình bỏ ra ha. Và thầy dặn các em luôn là lần trước thầy nói là chỉ thi trắc nghiệm thôi, nhưng mà do mình thi trực tiếp thì mình phải vừa thi trắc nghiệm mà vừa thi tự luận nha các em. Thì trắc nghiệm là mình được 4 điểm, còn phần tự luận là mình 6 điểm. Trắc nghiệm là mình làm 16 câu, mỗi câu như vậy 0,25 điểm. Còn tự luận thì mình có 6 điểm thì mình sẽ làm khoảng là 5 câu. 5 câu, trong đó có một câu 2 điểm, hai câu 1 điểm, một câu 1 điểm rưỡi và một câu nửa điểm. Thì cái câu nửa điểm là câu hơi khó đó. Nhưng mà trong nội dung ôn tập thầy cũng đã cho rồi ha, mình chỉ chịu khó mình học và mình coi cho kỹ rồi nghe giải thích thì là mình có thể làm được nha. Rồi thôi, thầy xin chào các em, rồi các em mở cái nội dung ôn tập ra để xem trước nha. Rồi sau đó có gì thắc mắc thì hỏi thầy bên trang lớp học, rồi thầy sẽ giải thích cho các em thêm, có thể là hỏi qua Zalo cũng được nha. Rồi sau đó tuần sau thì thầy sẽ có một cái file bài giảng để ôn cho chúng ta, ôn tập cho chúng ta phía trên này, ôn thật kỹ, cùng chúng ta xem cho kỹ rồi chúng ta chuẩn bị để thi ha. Rồi xin chào các em nha.